Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa hướng dương như thế này. Thì hoa hướng dương đây là cành hoa mà mình đã làm mẫu. Mình làm hơi lâu rồi nên là nó cũng để không được bảo quản tốt cho lắm nên là nó cũng bị bẹp. Cái cánh hoa cũng cái lá nó cũng xấu đi. Cái cành hoa hướng dương này thì làm nó cũng mất khá là nhiều công nhưng mà lên thì cũng rất là đẹp phải không ạ? Thì nó mất nhiều công thôi chứ thực ra là nó không khó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa hướng dương này thì nguyên liệu chính thì cũng không phức tạp lắm. Chúng ta cần đó là giấy nhún màu nâu này, giấy nhún màu xanh, lá màu nõn chuối, giấy nhún màu vàng và giấy nhún màu xanh xanh lá cây. Tiếp đến đó là keo nến, kéo và thước kẻ nha, keo sữa đó. Đó. Tiếp nữa đó là kẽm cây to như thế này và kẽm si. Đây chúng ta cần, đây là những nguyên liệu chính để làm. Thì riêng với phần kẽm cành to như thế này đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được cái phần cành to. Các bạn là mua được cái kẽm cành vì cành hoa hướng dương khá là to ấy nên là mình sẽ dùng cái kẽm giấy có kích thước to như thế này, hoặc là bạn nào mua được kích thước to hơn thì càng tốt nha. Chúng ta sẽ để làm được cái kích thước như thế này thì chúng ta sẽ dùng cái phần giấy thừa này, giấy báo hay là giấy vứt đi ấy, các bạn không dùng đến ấy thì các bạn cắt nó thành những cái đoạn nhỏ như thế này. Sau đó thì các bạn dùng keo hoặc là dùng keo nến hoặc keo sữa nhé, thì các bạn cuốn thế này cho đến hết cái chiều dài của cái cành kẽm này, của cái cành cây này. Các bạn cuốn cho đến khi nào mà các bạn tạo được cái độ to vừa ý của cái thân cây hoa hướng dương thì vừa đủ nha. Cuối cùng thì các bạn sẽ dùng thêm một cái đoạn giấy màu xanh lá cây như thế này. Các bạn sẽ cuốn lại một lớp bên ngoài để tạo thành cái hình màu, tạo thành cái màu thân cây như thế này nha. Ở đây mình làm nó cũng mất thời gian nên là mình đã làm sẵn rồi thì mình chỉ hướng dẫn các bạn như vậy thôi, thì các bạn sẽ tự làm nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào công đoạn để làm cái hoa hướng dương này. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần nhị hoa trước nha. Phần nhị hoa thì chúng ta sẽ dùng cái vải giấy màu nâu và vải giấy màu xanh như thế này. Thì các bạn cắt cho mình kích thước của cái vải giấy màu nâu có kích thước như sau. Kích thước của nó rơi vào tầm khoảng 8 cm trở lên nhé. Ở đây thì mình đã cắt nó bị thiếu ấy, nhưng mà hiện tại thì mình hết giấy màu nâu nên mình lấy để minh họa cho các bạn thôi. Thì các bạn cắt tầm 8 cm là vừa nhé. Mảnh giấy đây là chiều ngang, còn chiều rộng thì nó sẽ là, chúng ta sẽ gấp đôi vào này thì chúng ta sẽ đo. Thì kích thước của nó rơi vào tầm khoảng 30 nha. 30 cm, 30 nhân với 4 là 120 cm, nhân với 4 là 120 cm nhá. Thực ra là mình làm cái nhị hoa nó to thôi, còn nếu như bạn nào mà muốn làm cái nhị hoa nó nhỏ ấy thì các bạn sẽ làm cho kích thước nó bé hơn một chút nha. Mình làm bông hoa khá là to thì nhìn thấy như thế thì nó đẹp hơn. Tiếp đến đó là mảnh giấy nhún màu xanh, các bạn cũng cắt chiều dài của nó tương đương là tầm
8 cm hoặc là 9 cm nhé. Các bạn cắt hai cái giải giấy này sao cho nó bằng nhau nhá. Ở đây thì mình cắt hơi bị lệch. Thì kích thước của nó sẽ là, các bạn sẽ gấp đôi vào để đo. Vì cái màn hình nó nhỏ nên là mình sẽ phải gấp thành 4 nha. Thì kích thước của cái giải giấy màu xanh này thì chúng ta sẽ làm là 20 cm. Đó, 20 cm. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đầu tiên đó là cái mảnh giấy nhún màu xanh này thì chúng ta sẽ gấp đôi nó lại như thế này. Các bạn nhớ là gấp đôi chứ đừng để nó mà không gấp thì cái lúc mà chúng ta làm nhị hoa thì nó rất là xấu. Đó, sau khi gấp đôi thì chúng ta sẽ gấp làm tư nha. Sau khi gấp được như thế này thì chúng ta sẽ cắt. Các bạn nhìn mình cắt này. Cắt tua rua, cắt nhỏ thôi nha. Không cần quá to. Các bạn cứ cắt như thế này cho đến hết cái mảnh giấy màu xanh này nha. Sau khi cắt xong thì chúng ta đã được một cái giải giấy như thế này thì các bạn sẽ dỡ nó ra nhé. Đó là chúng ta đã được một cái giải giấy màu xanh nõn chuối như thế này. Tương tự với cái mẻ giải giấy màu nâu thì các bạn cũng làm như vậy nhé. Cũng gấp đôi lại rồi cắt tua rua như thế này. Vì cắt nó khá là mất nhiều thời gian nên là mình đã làm sẵn một cái giải giấy màu nâu nha. Đây mình đã cắt sẵn được cái giải giấy màu nâu như thế này rồi. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo phần nhị nha. Đây. Thì trước tiên là chúng ta sẽ cuốn cái giải giấy màu xanh này bên trong nha. Thì ở đây mình dùng keo nến hoặc là keo sữa đều được nha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ tại vì phần súng bắn keo của mình chưa bật lên nên là nó cũng chưa được nóng lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến để cố định chúng lại nha. Hoặc là ở công đoạn này thì các bạn nào mà dùng keo sữa cũng được nha. Mình dùng keo nến cho nó nhanh khô. Keo sữa thì hơi lâu khô. Các bạn nhớ dán làm sao cho cái phần này nó cùng nằm trên một mặt phẳng nha. Đừng bị gồ ghề quá nha. Tiếp sau khi cái giải giấy màu xanh này được cuốn xong thì chúng ta sẽ dán tiếp đến cái giải giấy màu nâu nha. Các bạn cũng cuốn như vậy cho đến hết cái chiều dài của giải giấy thì thôi nha.
Sau khi cuốn xong thì chúng ta đã được cái hình dạng của cái bông, cái đài hoa như thế này, thì các bạn cầm chặt ở dưới, sau đó thì cho các làm như mình nhá, mình cũng chẳng biết gọi nó là động tác gì nữa. Thì thực ra là cái màu xanh này mình làm nó hơi bị đậm ấy, thì như cái đài cũ của mình thì mình làm nó ít cái màu xanh hơn thì nó đẹp hơn nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần nhị hoa. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần cánh hoa nha. Thì để làm được phần cánh hoa thì các bạn chuẩn bị cho mình tờ giấy nhún màu vàng như thế này, có kích thước là 2, tầm khoảng 2 cm nhân với 6,5 đến 7 cm nha. Rồi các bạn cắt lượn hình cánh hoa. Thì cái cánh hoa hướng dương thì nó hơi nhọn nên là các bạn cắt theo như mình nha. Các bạn gập đôi lại và cắt. Sau khi cắt xong thì các bạn đã có được cái hình cánh hoa hướng dương như thế này. Thì với bông hoa to mà mình làm ấy thì mình làm thường khoảng từ 40 đến 60 cánh hoa, mình sẽ làm 3 lớp cánh nha. Thì ở đây mình đã cắt sẵn các lớp cánh hoa như thế này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái công đoạn là ghép vào cái phần nhị hoa như thế này nha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép. Các bạn cũng dùng súng bắn keo, phết keo vào phần cánh này, sau đó các bạn đặt lớp cánh như thế này. Thì các bạn cứ ghép như vậy cho đến hết một vòng nha. Lớp cánh đầu tiên thì các bạn chú ý cho mình là cái này mình dán sai nhé, dán phải bằng, mình sẽ dán ở cái lớp sát cái phần mà mình đã cắt nhị hoa như thế này này, mình sát cái phần nhị hoa nhất đó. Các bạn cứ dán như vậy cho đến hết cái vòng đầu tiên nha. Ta đã được những lớp cánh đầu tiên rồi. Cứ như vậy các bạn dán hết cái phần lớp vòng tròn đầu tiên. Đây là lớp cánh đầu tiên sau khi mình chúng ta đã dùng keo để gắn lại các cánh hoa như thế này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ gắn đến cái lớp cánh thứ hai nha. Thì ở lớp cánh thứ hai thì các bạn sẽ gắn như thế này. Các bạn sẽ đè lên cái phần còn trống ở đây nha. Đó. Cứ như vậy các bạn gắn hết cái lớp cánh thứ hai. Đó, sau khi các bạn dán xong cái lớp cánh thứ hai thì chúng ta đã được hình dạng của hoa hướng dương như thế này. Bây giờ thì mình sẽ
ghép cái lớp cánh cuối cùng nha. Thì các bạn lại ghép vào cái phần khe trống lúc nãy mà chúng ta đã ghép ấy, còn lại khe trống của cái lớp cánh thứ hai và lớp cánh thứ nhất nha. Theo mình thấy thì làm tầm 3 lớp cánh là đẹp rồi. Bạn nào mà muốn nó nhiều cánh hơn nữa thì các bạn làm cái lớp cánh thứ tư nha. Nhưng mà theo mình thì thấy không cần thiết đâu. Cứ như vậy các bạn gắn hết cái đoạn lớp cánh cuối cùng nhá. Đó, sau khi mà gắn được cái lớp cánh cuối cùng xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa hướng dương có hình dạng như thế này nha. Theo mình thấy thực ra thì cái bông hoa hướng dương này mình làm cái nhị màu xanh này ấy, thì nó hơi sáng màu quá so với cái bông cũ mình làm ấy. Thì mình làm cái nhị của nó thì nó màu, cái màu ở giữa này nó nhạt hơn rất là nhiều. Do vậy nên là các bạn tùy sở thích nha. Các bạn nào mà muốn làm cái nhị hoa nó đẹp thì các bạn dùng cái màu xanh này nha. Màu này của mình thì nó sáng quá, nhìn nó hơi bị thô. Như vậy nhưng mà ở đây mình hướng dẫn các bạn được cái cách làm rồi thì các bạn sẽ tùy chọn cái phần nhị hoa cho nó đẹp nha. Bản thân mình thì mình thấy cái màu này nó xấu quá. Sau khi mà chúng ta đã ghép được cái phần cánh hoa như thế này thì chúng ta đã được hình dạng của bông hoa như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến cái phần đài hoa nhé. Đài hoa của hoa hướng dương thì nó khá là dày và nhiều lớp đài ấy, thì ở đây thì mình sẽ làm 3 lớp đài cũng tương tự như 3 lớp cánh nha. Thì các bạn chuẩn bị cho mình cái tờ giấy màu xanh đậm như thế này, có kích thước vào khoảng 2 cm nhân với 7 cm nha. Rồi các bạn cắt tạo hình đài hoa. Như thế này. Cắt lượn. Được, chúng ta sẽ được cái hình đài hoa như thế này và chúng ta sẽ dùng tay kéo giãn nhẹ cái phần bụng của phần đài ra nha. Đó. Thì với cái đài hoa này thì các bạn cũng cắt một số lượng vừa đủ để làm cái phần đài hoa cho cái bông hoa này nhá. Hình như là rơi vào khoảng 20 đến 25 cái đài đấy, thì là mình làm cho 3 lớp mà thì khoảng 25 đến 30 hình như là như vậy. Các bạn cứ cắt thì nếu như mà thiếu thì chúng ta lại cắt thêm nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép vào, chúng ta cũng ghép tương tự như ghép phần hoa thôi. Các bạn cũng dùng keo nến này. Dán vào sát cái phần nhị hoa như thế này nhá. Thì cứ như vậy các bạn cũng dán hết một phần vòng tròn, một lượt đài hoa đầu tiên nhé. Đây, sau khi chúng ta dán được cái lớp đài đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái hình dạng của đài hoa hướng dương như thế này nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dán tiếp cái phần lớp thứ hai cũng xen kẽ với cái lớp đài hoa thứ nhất nha.
Cứ như vậy các bạn làm hết cái phần lớp đài thứ hai nha. Như vậy là chúng ta đã gắn được cái lớp đài thứ hai lên bông hoa hướng dương như thế này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái lớp đài cuối cùng cho cái bông hoa này nha. Thì với lớp đài cuối cùng ấy thì mình không dán như thế này nữa, vì như vậy thì sẽ bị lộ một cái phần mình dán keo ấy đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cách như sau. Các bạn chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhún màu xanh có kích thước là rơi vở 6,5 cm nha, với lại chiều ngang là tầm khoảng 25, rơi vào tầm 25 cm nha. Đó. Rồi các bạn sẽ gấp 4 rồi gấp 8 như thế này. Các bạn cắt tạo hình đài hoa cho mình. Bây giờ mình cắt nó bị bé quá rồi. Thì sau đó thì các bạn cũng sẽ giãn nhẹ cái phần bụng của cái phần đài ra nha. Chết rồi. Mình kéo mạnh tay quá nó bị rách mất. Sorry. Thì mình sẽ dùng keo để nối lại cái đoạn này. Các bạn nhẹ tay thôi nhé, mình rất là bạo lực như là nó đã bị rách mất cái phần này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ướm vào cái phần đài hoa này. Bây giờ mình cắt nó hơi bị ngắn so với cái phần bức hoa này, rồi mình sẽ làm lại cái khác nha. Cái này thì mình sẽ bỏ đi. Thì các bạn sẽ dùng một cái đoạn giấy nó dài hơn nha. Đây, mình sẽ dùng một cái đoạn nó to như thế này, có kích thước là tầm 20 thôi, tầm 25 cm. Và chiều dài thì rơi vào khoảng 16 nhá, hoặc là 15 cũng được. Mình cũng không biết chính xác đâu, nhưng mà đây mình cắt lại đấy. Các bạn gấp 4 lại và cũng cắt tạo hình cái đài hoa nha. Thôi chết rồi, mình lại cắt sai mất. Thì đây, chúng ta sẽ được cái mảnh đài hoa như thế này. Thì mình lại đỡ cắt nó đứt ra rồi, nên là mình lại phải nối lại. Đấy, kiểu mình không để ý nên là đã bị lỗi ở phần này, các bạn thông cảm nha. Rồi sau đó thì chúng ta cũng sẽ kéo nhẹ cái phần bụng này cho nó to ra nha. Chúng ta sẽ được đoạn như thế này, và do đó chúng ta sẽ lại áp vào đây như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo để nối hai cái đầu này lại với nhau nhá. Chúng ta sẽ được một cái đoạn dài như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt
xuyên nó vào như thế này. Sau đó các bạn dùng tay đẩy nhẹ chúng lên. Sao cho cái phần đài nó che được cái phần nhị hoa mà lúc nãy chúng ta làm nó còn thừa đấy. Nó dài quá thì chúng ta sẽ che đi nha. Giờ chúng ta sẽ dùng keo nến vết xung quanh này. Vết xung quanh nhé, sau đó chúng ta sẽ dán cái phần đài này vào. Cho nó cố định nhé. Tương tự như vậy. Sau khi gắn được cái phần đài cuối cùng thì chúng ta đã được cái hình bông hoa như thế này nhé. Cái phần này mình hôm nay không hiểu sao sao mình làm cái bông này nó xấu như thế. Các bạn nhớ làm đẹp hơn nha. Cái này chờ mình hôm nay mình tay mình nó có vấn đề hay sao ấy, là mình làm nó xấu te tua như thế này. Thì các bạn dùng tay để đẩy cái đài ra cho nó tròn đầy đẹp nhé. Mình nhìn so với cái bông mình làm mẫu thì cái bông này nó xấu một cách thảm hại luôn. Đấy, các bạn cứ hình dung nó là kiểu đại loại như thế này nhá. Thì các bạn sẽ làm được cái bông nó, cái đài và cái cánh hoa nó sẽ đẹp hơn nhá. Mình nhìn nó xấu quá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đến lá. Lá của hoa hướng dương thì nó không to lắm, lá nó cũng chỉ trung bình thôi, nhưng mà ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được cái lá nó như thế này. Lá của hoa hướng dương đó là lá đây loại nó to như thế này. Các bạn nào mà làm để bó chặt vào với nhau ấy thì các bạn làm nhiều lá một chút thì nó rất là đẹp nha. Ở đây các bạn chuẩn bị cho mình hai tờ giấy màu xanh có kích thước bằng nhau. Kích thước của nó là 11 cm nhân với lại 14 cm nha. Thì các bạn sẽ gập đôi cái tờ giấy này lại với nhau, rồi các bạn cắt tạo hình lá hoa hướng dương. Đây, chúng ta sẽ được cái hình lá hoa hướng dương đại loại hoặc là như thế này. Tương tự chúng ta cắt tiệm sao cho nó bằng nhau nha. Đó, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng một đoạn kẽm xi như thế này. Có kích thước là tầm 23 cm nha. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn lại. Hoặc là bạn nào mà có cái kẽm xi màu xanh rồi thì thôi nhá. Thì nó tiện hơn đây. Đó, các bạn sẽ dùng keo sữa. Keo sữa nha. Các bạn phết keo vào cái phần lá như thế này. Ở phần giữa thôi nhá, không cần ở phần rìa thì các bạn tí nữa mình sẽ dùng keo nến để gắn chúng lại với nhau, thì không cần thiết là các bạn phải gắn vào rìa nhá. Nhưng bạn nào thích thì cũng có thể gắn vào nhá.
Sau đó thì các bạn đặt cái cây kẽm này vào đây và cũng phết keo vào như thế này. Các bạn đặt vào giữa nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ trồng cái lá này lên. Ta trồng một cái lá lên như thế này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng keo sữa này. Chúng ta sẽ keo nến này, chúng ta sẽ phết keo vào cái rìa của cái cánh hoa này. Sau đó thì dính chúng lại với nhau thôi. Thì cách làm như thế này thì cánh hoa của lá của mình nó sẽ cứng hơn và nó sẽ không bị theo thời gian thì nó sẽ không bị kiểu như là bị nát đấy. Tại vì trước mình làm cái cánh hoa nó là làm bằng một cái tờ giấy nhún mà không chập đôi lại như thế này ấy, thì nó nhanh nát lắm, thì nó cực kỳ xấu luôn. Các bạn dùng kéo để chỉnh lại cho nó đẹp. Lá hoa hướng dương thì nó có phần răng cưa, nên là sau khi chúng ta ghép được cái phần lá phần hai lá với nhau thì chúng ta sẽ cắt tạo hình răng cưa nha. Một cành hoa, một cây hoa hướng dương thì có thể làm từ 3 đến 4 lá tùy nhá. Bạn nào mà muốn lá nó nhiều ấy, cho nó đẹp thì các bạn cắt nhiều thêm nhá. Ở đây mình sẽ làm 3 lá. Đây mình đã làm mẫu sẵn 3 cái lá như thế này. Bây giờ cái công đoạn cuối cùng của chúng ta là sẽ ghép cái phần lá vào phần thân cây. Thì các bạn sẽ cắt những cái dải giấy màu xanh như thế này, thay cho băng keo sát để các bạn cuốn vào nha. Đây mình sẽ làm mẫu. Đây các bạn dùng mảnh giấy nhún màu xanh này, các bạn cuốn sát vào cái phần đài hoa như thế này. Và chúng ta sẽ ghép lá, chiếc lá đầu tiên. Tại vì cái phần lá của hoa hướng dương thì nó sẽ lộ ra một cái đoạn cành như thế này ra ngoài, nên là chúng ta sẽ ghép như vậy nhá. Chúng ta sẽ cho keo nến vào để cho nó chắc.
Đó, như vậy là chúng ta đã ghép xong cái phần lá cho cái cành hoa, cây hoa hướng dương, bông hoa hướng dương như thế này. Thì cái cành bông hoa hướng dương thì nó không thẳng nên là nó sẽ có độ cong ở phần đầu nha. Thì chúng ta sẽ dùng tay để bẻ cong chúng ra như thế này. Rồi các bạn uốn phần lá sao cho nó tự nhiên và nó phù hợp với cái bông cành hoa này nha. Đó. À, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cái các bạn làm cái cành hoa hướng bông hoa hướng dương như thế này. Thì cái bông mà mình vừa làm xong thì nó nhìn nó không được đẹp lắm. Thì các bạn theo cách làm này của mình thì các bạn sẽ làm ra những bông hoa nó đẹp hơn nhá. Như cái bông mẫu mà mình làm thì nó theo mình thì nó là vừa đủ về độ nhị hoa cũng không quá to và cánh hoa cũng không quá dài. Nhưng mỗi tội cái phần lá thì nó hơi bé. Thì các bạn làm như cái lá của cái cành mẫu mình vừa mới làm xong này thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Còn phần nhị và phần cánh thì phần đài thì mình làm hơi xấu, thì các bạn làm theo cái mẫu này. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm được cái cành bông hoa hướng dương như thế này. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa hướng dương này nhá. Hơi mất công một chút nhỏ, nhưng mà thành quả mà chúng ta làm được thì sẽ rất là ưng ý nha. Chúc các bạn thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip hướng dẫn sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.